Rồi, ok, xin chào các anh em đã đến với kênh YouTube của mình. Rồi thì ở clip này tôi sẽ share cho anh em một cái phiên bản Bluesat 5 live mới nhất. À không phải là gọi, bây giờ không phải gọi là live nữa. Vì cái bản này nó như có anh em cũng đã có thể thấy rồi, thì hồi trước giờ mình làm toàn giả lập live phải không? Mà đặc biệt ở đây chính là không có Google. Đấy, thì nói chung là thì sao ấy đó, sao nhờ không có Google thì anh em những anh em mà RAM yếu á, anh em có thể chơi game một cách mượt mà hơn đấy. Và nói chung là thì ở cái bản này á, hôm nay tôi share là bản Bluesat 5 đầu tiên mà tôi làm là phiên bản có Google nha anh em, và sẽ có hai phiên bản đây, bản có Google. À, thì ở đây sẽ có hai phiên bản, đó là một phiên bản có root và một phiên bản không có root. Còn cái file dưới cùng này, cái file tôi thêm thôi, nếu anh em muốn cần anh em xuống anh em tải, không thì thôi cũng được đó, nói chung là chỉ cần thêm thôi. Thì hai file này thì dung lượng nó cũng ngang ngang nhau, mà anh em cũng có thể thấy là nói chung là không khác biệt là bao nhiêu. Ủa, quá ít luôn. Thì ở đây anh em cũng có thể thấy là tại sao là tôi để là remaster edition, bởi vì không gọi là live nữa, bởi vì live thì xóa Google, nhưng ở phiên bản này thì mình không xóa Google nha anh em, mình chỉ gọi là xóa một số gọi là áp rác áp thừa, rồi tối ưu thêm thay đổi launcher các thứ, rồi chỉnh sửa tăng RAM ảo giúp anh em có một cái trải nghiệm tốt hơn, và mà nó vẫn có save play và giúp anh em tải game dễ dàng, và anh em có thể đăng nhập được các tài khoản Google của anh em đấy. Và đặc biệt hơn nữa thì tôi có thêm tôi có để giữ lại đó là Chrome, anh em không cần phải gọi là mỗi lần mà anh em đăng nhập tài khoản game Facebook á, thì bây giờ Facebook kiểu như nó khóa, nó không cho đăng nhập bên cái web view nữa, thành ra là anh em ở đối với cái phiên bản này á, anh em không cần phải tải app Facebook về đâu, tôi đã để sẵn một cái Chrome trong đó rồi, anh em vô anh em đăng nhập Facebook vẫn rất là bình thường nha, anh em không cần phải tải app Facebook gì cả, nên tôi cái đây tôi đã test rồi nên anh em khỏi phải lo nha. Thì ở đây có hai phiên bản là root và không root. Là phiên bản có root á, giúp anh em mình đã root sẵn cho anh em rồi đó. Nó cho hai phiên bản đều có, một phiên bản có root á, thì root sẵn cho anh em muốn anh em xài cái app root như là chỉnh màu rồi chỉnh độ phân giải thứ để anh em thích anh em dùng đấy. Còn cái phiên bản còn lại là phiên bản không root, để dành cho anh em nào mà chơi game mà mấy cái tựa game cấm root, chặn root hay là như là Play Together chẳng hạn đó, mình đã thử rồi cái phiên bản có root á, thì mình thử tải Play Together về thì vừa vô game nó báo là kiểu như nó không cho mình vô chơi á, kiểu bởi vì nó có root nên mình mới làm thêm cái bản không root cho anh em. Nên anh em nào mà muốn chơi Play Together anh em có thể cài cái bản không root nha. Đấy, mình cũng đã up cái bài gọi là trên nhóm của mình rồi, anh em nào mà chưa vô nhóm mình á thì anh em có thể xuống phần mô tả mình có để cái link nhóm của mình ở dưới đấy, thì hai cái file này mình sẽ để ngay phần mô tả video luôn, anh em xuống anh em tải cho mình nha. Ba file này sẽ ở ba link, và cái file cuối cùng chính là cái file tối ưu thêm một chút nhẹ nhẹ thôi, nếu anh em cần thì anh em tải về, nói chung là cũng không đáng bao nhiêu kilobyte đâu đấy. Rồi thì đây mình sẽ bắt đầu cài nha, ở đây thì tôi sẽ cài bản có root và cách cài thì nói chung là giống nhau hết á, ở đây tôi sẽ cài bản có root nha, bởi vì bản không root thì cũng vậy, chỉ có khác có biệt là không có root thôi. Ở đây á, anh em chạy luôn đi để tí tôi nói cái đó sao. Hiện tại thì tôi đã hết, nói chung là tài khoản Google Drive của ta của tôi ấy là nó còn ít lắm, nên thành ra bây giờ tôi chỉ up một cái link Google thôi, một link Google, một link Mediafire và một link GitHub nha anh em. GitHub là gì chưa biết thì anh em có thể bấm vô cái link đó anh em coi sẽ biết cách tải đấy. Thì sau khi chạy file nó sẽ hỏi mật khẩu, anh em chỉ cần dạy thử em, nói chung là cái link, cái bắt buộc của mình là chính là cái link kênh của tôi á, anh em nào mà ở kênh tôi lâu quá thì anh em sẽ biết rồi, quá biết luôn đó. Giả sử như anh em đang coi cái video này của tôi đi, là Bluesat 5 Live, Bluesat 5 Remaster Edition nha, anh em bấm cái xuống bấm cho mình là cái phần mà cái kênh của mình nè đấy, anh em copy hết cái link kênh của mình của tôi vô, copy hết cái link kênh nha đấy, copy anh em bắt ở đây anh em ok là được đấy, nói chung là quá quen thuộc với anh em rồi. Và sau cái video trước thì tôi thấy anh em ủng hộ khá là nhiều và anh em kêu tôi làm post nên nay tôi làm luôn. Cũng cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua, nói chung thì cũng khá là vui bởi vì video không có một lượt dislike nào cả, 99 trên
không được deadline nè, rồi 1.000 được xem. Nói chung thì anh em cũng khá nhiệt tình và tôi thì cũng ráng gọi là trả lời hết tất cả các comment ở trong video này đấy, anh em thấy không, trả lời hết luôn. Nhưng mà nhiều quá thì máy tôi cũng bị lag anh em, đấy là bấm một hồi xong trụ nó lag tắt thấy mù luôn, nên tôi cũng bình luận cái nào bình luận ấy thì tôi mới bình luận thôi. Thử rồi vì mấy trên đường tôi được đó, thì anh em chạy pha anh em mệt bát xong chờ một lúc nó sẽ hiện như thế này. Anh em chỉ cần bây giờ cài giống Bluetooth gốc rồi đó, anh em chỉ cần chọn đường dẫn anh em muốn cài thôi. Cái đường dẫn này à quên, hình như tôi chưa xóa Bluetooth phải, anh em cài anh em nhớ xóa Bluetooth nha, ở đầu video tôi quên mất đấy. Để anh xóa thì anh em vào control menu nè, anh em gỡ cài đặt nó là được nha. Đấy, gỡ là nó sẽ gửi cho anh em. Đấy, gỡ nè, gỡ thì nhanh hơn cài rất là nhiều. Đấy, gỡ xong rồi anh em nhớ xóa bản cũ trước khi cài bản này nha. Đấy, rồi mình sẽ chọn lại đường dẫn nha. Đây mình cài UG rồi, cài đặt đó. Thì nói chung là đơn giản, không có phức tạp gì đối với anh em cả. Và cái file này tôi làm theo cái dạng gọi là anh em cài ổ nào cũng được, một file cài tất cả ổ. Còn hồi trước là tôi để ổ nào ổ C ổ D thì anh em phải cài ổ đó rồi. Cái kia thì nó tối ưu hơn một chút nữa, nhưng mà mỗi tội là một file cài ổ này ổ kia rườm rà, có nhiều anh em là tải về không biết cài, cài nó bị lỗi rồi sai đường dẫn các thứ, nên thôi tôi làm vậy luôn thì cũng không đáng bao nhiêu hết á. Phần mềm rồi game càng ngày càng lên, anh em cũng ráng nâng máy tính lên tí, chứ tôi thì tối ưu thì tôi cũng ráng hết cỡ rồi, không thể nào mà tối ưu hết được. Giống như GTA 5 mà sao mà có thể giảm đồ họa xuống như GTA San để cho anh em chơi được ha. Giảm xuống sao mà nổi, nó đã khác cái engine đồ họa rồi. Biết biết tôi nói có nhỏ không ta, tôi đã ráng OBS tôi tăng lên một chút nè. Có thể anh em trong lúc giờ anh em chỉ cần lúc cài anh em có việc chỉ cần giờ là được, anh em muốn mở cái gì thì anh em mở. Đấy rồi, thì sau khi cài xong anh em ấn mở lên cho mình nha. Đó giờ là được à. Còn cái file mà cái file này thì tôi cũng hướng dẫn cho anh em luôn, với anh em mà tải về anh em muốn tối ưu thêm một chút nữa thì anh em tải về anh em chỉ cần chạy nó là được. Đấy, chạy nó luôn là ok nha anh em. Rồi giờ là xong rồi đó, thấy nhanh gọn lẹ không? Nó chỉ là một cái file gọi là một vài lệnh ở trong đó thôi. Rồi thì ok, vậy là đã cài xong rồi anh em. Thì lần đầu tiên anh em mở lên á thì nó sẽ có hiện tượng hơi lắc lắc giật giật và ăn CPU của anh em hơi nhiều bởi vì sắp lay các thứ á, và RAM ảo mình của tôi cũng mới cài nữa nên thành ra là nó hơi giật giật lúc đầu. Anh em xài khoảng để im vậy nè, để im một chút khoảng 1-2 phút gì đó nó sẽ đỡ hơn nha anh em. Đó thì Google có thể xài được nha. Ở video ở hai cái phiên bản là đều có Google hết nha anh em. Đấy, lưu ý cho mình cái điều đó. Super Sun nè, có root nè, bởi vì mình cài cái bản có root nha anh em. Bản kia thì không có Super Sun đâu. Anh em thích thì anh em có thể root bằng mấy cái phần mềm như là BS Ticker gì đó, hay là anh em có thể vô anh em chỉnh phần root là bằng chỉnh thằng số 1 là được. Nói chung thì anh em chỉ cần chịu khó lên Google hay YouTube là có hướng dẫn cho nó hết. Rồi thì có thế thôi. Anh em thích thì anh em lên đăng nhập CS Online, anh em tải game tải cũng các thứ nè. Bản này chơi được Play Together nha anh em. Bản là không rút á, còn bản có rút thì không chơi được. Anh em lưu ý cho mình cái đó. Đối với Glutton á thì anh em thích xài á thì anh em chỉ cần cài APK vô là anh em xài nha. Còn anh em mà sợ băng ạc khóa ạc hay gì á, anh em chỉ cần xóa Glutton là được. Đây, anh em nào mà muốn xài Glutton thì anh em cài vào. Đấy, sau này nó bắt đầu cập nhật nè. Và tôi thấy cái này nó hơi bị lỗi tí anh em, là anh em thấy hồi nãy tôi bấm cài APK vô mà nó không hiện ở đây nè, nó không hiện Glutton á. Thì anh em vào cài đặt cho mình nha. Để vào được cài đặt á thì anh em không phải ấn vô cái này được đâu, anh em kéo xuống cho mình nè, anh em ấn cài đặt ở dưới trên đây nè. Đấy, anh em vào root launcher nè, anh em buộc dừng nó đi. Đấy, buộc dừng nó đi rồi ok, sau anh em out ra lại. Như nó bị lỗi lâu lâu thì nó vậy thôi, lâu lâu hình như lúc cài thì nó mới bị, nhưng mà lúc sau dần dần thì nó không bị nữa. Đấy, nó hiện Glutton nha anh em. Đấy, anh em có thể xài luôn nha. Bản không root thì vẫn có Glutton luôn nha anh em, nhưng mà tôi thích cho anh em thích cài hay không thôi, bởi vì có một số anh em kêu sợ khóa các thứ nên đấy,
Nè nè không thích anh em gỡ đi là được. Đấy, gỡ đi. Ok. Nó không có chế được cái hệ thống đâu, anh em không phải lo. Tôi hiểu cái tựa game này quá mà. Rồi, cảm ơn em đã xem video nha. Nếu thấy hay để lại cho mình một like, subscribe cho được mình nha. Và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye. Nhớ like và đăng ký kênh chưa?